xôi, mua bánh mì các bạn ơi. Quá đông luôn. Bánh mì tăng, tăng là cái họ nha các bạn. Theo lời chia sẻ của chủ tiệm. Đây là ngay góc đường Nguyễn Trãi và đường Phùng Hưng các bạn. Chào các bạn khán giả của kênh Bốn Mùa Ẩm Thực nha. Hiện giờ mình đang đứng ngay cái ngã tư của đường Nguyễn Trãi và đường Phùng Hưng các bạn. Ở đây ngay cái chợ Phùng Hưng luôn. Thì ở đây thuộc phường 14 quận 5 ở Sài Gòn đó các bạn. Thì mình đứng ngay trước cái tiệm bánh mì Tăng. Và được biết tiệm bánh mì Tăng này có từ rất là lâu năm và là một trong những cái tiệm bánh mì có giá trị lâu đời ở Sài Gòn đó các bạn. Ở đây để là từ năm 1968. Rồi mình thấy hấp dẫn các bạn cho nên mình sẽ vào đây mình quay một số hình ảnh về tiệm bánh mì Tăng ở đây cho các bạn cùng xem. Mình rất mong được sự ủng hộ của các bạn nha. Xin mời các bạn nha. Ở đây là ngay cái chợ Phùng Hưng đó các bạn. Ở đây là phường 14, khu vực người Hoa sinh sống rất là nhiều các bạn. Và ngay cái ngã tư giữa đường Phùng Hưng và đường Nguyễn Trãi đó các bạn. Thì ngay đây là cái tiệm bánh mì Tăng ha. Xin 1968 có nghĩa là tới nay là 56 năm rồi đó các bạn. Thì tiệm bánh mì này thuộc loại một trong những tiệm bánh mì mà lâu đời ở Sài Gòn nha các bạn. Mình thấy khách tới mua cũng nhiều nè, hình như là bánh mì rồi xôi đó các bạn. Mình mời các bạn cùng vào ha. Đây là chỗ này bán xôi, ở đây là bán bánh mì. Để mình xem qua cái này nha. Hành trình quảng bá những giá trị top Việt Nam, top các thương hiệu lâu đời nổi tiếng Việt Nam, xác lập giá trị top Việt Nam. Bánh mì Tăng 822 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5. Top 10 thương hiệu bánh mì nổi tiếng và lâu đời, hoạt động trên 50 năm tại Sài Gòn, Việt Nam. Lấy một hộp đó rồi, xong rồi bỏ thêm hai cục xíu mì. Rồi, ở đây các loại bánh mì. Ở trong là bán bánh mì ha, rồi chà bông, găm bông, chả lụa ha, rồi pate đó các bạn. Thì ở ngoài đã có để giá luôn nè. Có bán thêm là xúc xích cây 5.000, chà bông đặc biệt là 40.000, rồi chà bông là 37.000, trứng chiên bản 7.000, xăm bông 27.000 100g, ba rọi 27.000 100g, chả lụa cũng 27.000 100g luôn các bạn. Có luôn bảng giá luôn. Bánh mì đậu phộng 16.000, bánh mì ca vé 16.000, pate 20.000 100g. Rồi ở đây có cả xíu mại viên, một viên là 8.000 các bạn. Đó, mình thông tin cái giá cho các bạn xem. Này mình có bán chả lụa riêng, rau mù riêng có em ha. Thầy bán xíu mại luôn cho các bạn. Rồi những cái chả lụa, cái này thịt gì á? Ba rọi khè. Ba rọi khè, rồi thịt nguội ở trong bông, rồi chả bông. Bánh mì thì sẽ có dưa leo đây cắt miếng rất là to luôn các bạn. Dưa leo cắt rất là to luôn, ngò, rồi đồ chua các bạn. Củ cải đỏ, củ cải trắng, đặc biệt là pate. Mấy cái này là ở nhà mình làm. Pate, rồi bơ nữa nha các bạn. Ở đây mình bán xôi mặn thêm em á. Chả lạp xưởng. Chả lạp xưởng. Thịt đó là cũng là thịt khè phải không em? Dạ khè luôn anh. Rồi chà bông, mỡ hành, đậu phộng, pate luôn á. Ở đây rất là thơm cái mùi nhẹ nhàng lá dứa em ha. Đây là cái nồi xôi của mình ha. Mình là luôn được giữ nóng em ha. Dạ đúng rồi, cái này giữ nhiệt lắm, cho nó ngon. Ở đây mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy? Dạ từ 2 giờ sáng tới 12 giờ khuya luôn. Thời gian bán rất là rộng cho nên hầu như giờ nào các bạn ăn cũng được, chỉ chờ cái giờ ngủ thôi.
thơm lắm các bạn ơi, nó vậy cái mùi lá dứa đó, mà nhìn soi nhìn nó dẻo lắm. Cái lò này là của chủ là người Hoa các bạn, và ở ngay cái khu này là khu người Hoa luôn, thì ở trong người ta sẽ chế biến các bạn, thì mình thấy cũng rất là công nghiệp các bạn, và bận đồng phục hết trơn luôn. Bán chả lụa cây luôn hả em? Dạ có, anh bên em có bán rẻ. Một cây này là bao nhiêu em? Cây 1 ký hay nửa ký? Dạ nửa ký. Mua là này là một, ta mua 1 ký ha. Giá là bao nhiêu vậy? Ký. Ký là giá bao nhiêu? Giá là 260. À, 1 ký em hả? Dạ đúng rồi. Ở trong là chế biến ha em? Dạ đúng rồi em. Đó mình là tất cả là tự làm hết. Dạ đúng rồi, ở nhà tự làm hết. Là tất cả những món bánh mì đó là tự hết luôn. Yeah. Thịt nguội, kể cả thịt nguội chả lụa là làm hết luôn. Dạ yeah, đúng rồi, pate, đồ chua là tất cả đều làm hết. À, toàn bộ luôn các bạn. Yeah. Này mới nấu ra. Giờ mình để như nào đem ra mình làm nóng. Khi nào? À. Khi nào ngoài kia hết mình đem ra. Đi ra ngoài mình hấp lại cho nó sẽ mềm hơn ha. À, xôi nấu ra cũng nhiều rồi các bạn. Khi mà ra ngoài kia bỏ hấp nó sẽ hấp lại nó sẽ nóng và nó mềm lại các bạn. Nấu xong rồi nó mùi mùi mình nó mùi xong rồi nó cho nó vô vô này cả. Rồi xong mình mới hấp lên nóng mềm. Bánh mì này cũng mới được nướng quá. À, lúc nào cũng nướng nóng nha các bạn, rồi mới bán cho khách. Khách gọi ổ gì em? Đầy đủ. Ông chủ đây nè. Ông chủ á, ông chủ là nó đi ra. Đầy đủ là mình thấy có ba tê nè các bạn. Rồi thịt khìa, thịt thịt dăm bông. Dăm bông giò. Dăm bông giò, chả lụa. À, có xíu mại luôn. Ở đây có hai loại giá. À. Loại 35 với loại 28. Cái loại này là bao nhiêu? Loại đó 28. À. Khi nào là khách gọi ở 35? Khách gọi đặc biệt sẽ bán 35. Đây là 28 nè các bạn, mà mình thấy cũng rất là đầy đủ luôn. Ăn gì chị ơi? Mình có vô bao vô bịch đàng hoàng nha. Có chữ chữ Hoa các bạn. Cách gọi hộp xôi ha. Xôi mình bán bao nhiêu một hộp em? Nhỏ hai mai lớn 30. Cái này nhỏ hay lớn? Cái này nhỏ. À, có để lá chuối đàng hoàng nha các bạn. À, rất là kỹ luôn á. Này nhỏ các bạn, hai mai ha. Mỡ hành nè, một ít bức tương rồi mỡ hành. Ba tê, còn bộ đây là tự làm hết ha. Cái loại thịt nguyên liệu em á. Cả lụa nè các bạn, rồi thịt khìa, rồi trứng cút, rồi chà bông làm hết luôn. Trứng cút đây làm luôn hả? Trứng cút luộc, tự luộc. Tự luộc. Trứng cút nó đẻ. Tự nó nuôi. Dạ, trời. Mình nuôi cút luôn, mình làm luôn. Anh là chủ hồi xưa giờ hay là có truyền qua đời cha rồi gì không? Đời cha. Tăng là cái tên từ ngày xưa tới giờ luôn. Họ. Họ, người gốc Quan á. Gốc Quan. Là mình từ năm Mậu Thân luôn, 68 tới giờ. Mậu Thân. Dạ, em để là 68. Từ sao mình để lấy 68 luôn, trước Mậu Thân là bán. Trước Mậu Thân là bán. Nhưng mà 68 là 56 năm, còn trước đó nữa là chắc nhiều rồi. Lâu rồi. Lâu rồi. Bán hồi xưa là bán mình chưa được rồi. Đối diện hả? Đó, đối diện hồi xưa là cái tiệm nước hồi xưa đó. Dạ. Cũng mới đường Nguyễn Trãi này luôn. Đó, đối diện hồi xưa là bán rồi. Tiệm bán quần áo nè, xưa. Dạ. Đó là có ngay gốc Phùng Hưng luôn. Sau năm 68 mới dọn qua đây thôi. Dạ. Mình là nguyên cái lò luôn ha. Mình làm mình sản xuất hết luôn. Sản xuất hết luôn bây giờ. Hộp này hộp nhiêu mà nhiều quá vậy? Dạ, 22 ạ. Ủa, là hộp bình thường hả? Dạ. Chứ mà học đặc biệt là tới 30 phải không?
Dạ đúng rồi anh. Cái này là bánh mì pate xí mại à. Khách muốn gọi gì gọi ha. Dạ đúng rồi, tùy theo sở thích khách ăn sao thì tụi em bán. Hai viên xíu mại rất to luôn. Dạ. Pate đồ chua. Nhà làm hết luôn. Đồ nhà không làm. Có cho ai làm. Dạ. Làm ở nhà nó tự an toàn hơn. Ừ, thôi sẽ hơn. Ngon chất lượng nha. Dạ. Với lại không cho ai làm để mình tự làm giàu. Nhiêu em? Dạ 28 mỗi này. À pate xíu mại 28.000 các bạn. Ngoài ra các bạn luôn á, chỉ có đặc biệt là 35 thôi. Thì ngoài ra các bạn thích món gì thì cứ kêu món đó thôi. Hai giá các bạn, 28 và đặc biệt và là 35. Còn xôi thì 22 và đặc biệt là 30. Đúng rồi, phải không em? Xôi cũng đặc biệt là 30. Mấy bạn ở đây bán cũng rất là nhanh lẹ các bạn. Và mình tiếp xúc cũng rất là nhiệt tình đó. Các làm bốn hả chị? Các làm bốn. Cắt đầu em á. Nó giỡn giỡn đừng buồn mấy bạn. Giỡn cho nó vui. Tủ lạnh nè. Tủ đó tủ cấp đông đó nha các bạn. Cho nên bảo quản đồ rất là tốt nha. Rất là kỹ nha. Khách cứ ra vô. Dập chiều ra vô mua bánh mì và xôi cũng liên tục đó các bạn, bán từ sáng sớm tới tận đêm khuya luôn mà. Đổ pate với giò với ba đội. Sao bánh mì đủ? Rồi lấy giò. Bánh mì luôn luôn được nướng nóng nha các bạn. Bỏ bao nhiêu? 28. Thông thường là 38 mà. 28. Khi nào gọi đặc biệt là 35. Cái trà bông này, trà bông heo hay là gà? Dạ. Trà bông. Loại một, có hai loại, một gà một heo, hai heo là gà. À hai loại luôn. Hai tám ha. Dạ đúng rồi, 28. Chứ thông thường là 28. Dạ. Có siêu mại luôn. Đầy đủ. Nhiều rau. À khách tới liên tục luôn các bạn. Giờ này là nhắm á. Đi sáng giờ cao điểm bán. Để làm gì. À, anh hỏi em mình cho biết nếu mình bán như vậy thì một ngày bán khoảng bao nhiêu ổ bánh mì? Bán một à, bán từ sáng tới tối luôn ha, là khoảng 1.000 đến 1.200 ổ luôn các bạn, theo lời chia sẻ của mấy em nhân viên ở đây. Có xôi bơ đậu phộng đó. Cái này là 16.000 một phòng. Ăn chay được á. Chỉ là xôi với bơ đậu phộng vậy thôi. Ăn chay được. Bơ đậu phộng sẽ rất là béo em ạ. Bơ đậu phộng mình làm luôn. Bên mình làm hết. Dạ. Có cái vé rồi bên mình làm hết. Yêu chuẩn 28. Đợi cô xíu. Mì ổ thông thường là 28 nha các bạn gọi đặc biệt thì 35. Mày có cái cây chả nữa cô? Rồi, cây chả để nguyên hả? Để nguyên cắt ra. Cắt ra, cắt làm sao con? Cắt cục hay là cây chả sao? Cái gì cây dài á? Cây chả. Cắt dài cô. À, các bạn mua chả thì có thể là xách đoàn về hoặc là yêu cầu cắt á, và cắt thì mình cắt theo loại nào, cắt loại dài hay loại cái viên cục cục. Rất là chiều khách luôn nha các bạn. Luôn chả là 163 em ơi. Có bánh mì sandwich luôn ha. Này là bơ ha. Cái đó là
cà vé. À, cà vé. Đây là đậu phộng, bơ đậu phộng. Nhập chung vô luôn. À, vậy là bao nhiêu em? 16. Đủ loại, đủ kiểu luôn các bạn. Mặn, ngọt, chai gì cũng có hết. Cái pate này là ở tiệm làm luôn các bạn, rất là thơm luôn các bạn. Và mình thấy hả? Bestseller của bán. Bestseller hả? Thì mình thấy pate này nó cũng có, mình thấy nó có nước các bạn, lỏng lỏng. Chứ mình nó không có đặc giống như là mình hay thấy. Còn đây bán xôi nữa nè. Em hai này, em hai 30 em. 22. Thông thường ha. Dạ. Có để lá chuối rồi, rất là kỹ nha các bạn. Đúng là danh bất hư truyền nha các bạn, bán lâu đời rất là uy tín luôn, được khách hàng đến mua rất là nhiều luôn các bạn. Em đang làm cho đơn đúng không? Đúng rồi. Bán chắc chia ra 2 ca bán phải không em? Bán từ sớm tới từ khuya luôn mà. Tụi em bán một ca. Ờ. Này là sandwich. Sandwich cái các con vậy. Sandwich là bao nhiêu em? Dạ cũng không dám lắm được. Cũng 28 à. Ai không thích ăn bánh ổ giòn kia thì ăn sandwich. Thường em bé nít rồi ăn. Thích ăn mấy cái bánh mì này. Rất là kỹ luôn nha các bạn. À, bây giờ khách đến rất nhiều các bạn ơi. Đứng đầy ở ngoài luôn rồi. Mỗi lần mở cái nồi xôi lên là nó rất là thơm luôn các bạn. Bây giờ là rất là đông luôn rồi các bạn, hồi nãy mình tới thì còn chưa có nhiều á, bây giờ rất đông. Và các em ở đây làm liên tục luôn, xôi rồi bánh mì. Đeo khẩu trang là bắt buộc hết ha. An toàn vệ sinh thực phẩm nha các bạn. Dạ đúng rồi, chả lên đó nè bác chú. Ủa ngộn nào đây? Hai là tôi ăn với ai chứ không có bánh mì. Cảm ơn. Đi cô ăn luôn người đó. Coi để thang cho nóng bánh mì hả chị ha? Bánh mì thì ở trên đây là mình nướng ở trên này. Bốn ổ thịt bụi chải lụa nha. Bốn ổ, hai ổ đi ơi. Ủa chú bốn ổ à? À. Bốn ổ lấy thịt bụi. Với chải lụa. Em làm cho anh nọ ổ 28. Mấy ổ luôn? Một ổ. Bên số 2 ở bên thế. 2 không? Để ở luôn. Chú 4 ở 112 chú ơi. Các bạn vừa xem một số hình ảnh về tiệm bánh mì Tân ha, đã có từ năm 1968 các bạn. Và theo lời chia sẻ của quán thì đã bán trước những năm này luôn đó các bạn. Hiện giờ khách rất là đông. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Rất mong được sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn. Và các bạn nhớ đón xem những video tiếp theo nhé. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở video sau nhé. Bye bye.